Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín. Chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín. Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào không nhỉ? Các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em. Và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ý, thường thường bill ở Techcombank ấy nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó, nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ấy nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. Chào Tung Trung tóc xoăn. Cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong. Thì sang tiện đang cơ có máy cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung thu, ngày Tết đoàn viên, thì xin chúc bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô. Thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới. Và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê. Chào và Phạm Ngọc Hạnh. Trung Anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó. Thì
những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ấy, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. À, những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của cô Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn. Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi với cả clip đồ lót như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ý thì để ý cái số tài khoản của cô để ở profile trang Facebook này này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó. Nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và chụp lại, nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em. Thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy, thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox. Còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi live stream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi, hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó. Mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi live stream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi live stream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ, Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể nào mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang Siêu Vòng 3. Cô Trang Siêu Vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không, thì bây giờ là 22:12.
Đây là 22 giờ 12 thứ năm đúng không? Thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22 giờ 12 phút thứ năm ngày mùng 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip vũ trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên lên lớp vào tối thứ 6, 8 giờ đến 8:30 tối thứ 6. Và những cái buổi live stream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính nhất của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ live bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhé, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ 6. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu, vì quay clip lại đâu ở trong lớp học đâu, vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ mà xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh Bách. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam, anh có nhận dạy không? Anh thích anh là anh thích trẻ con nữ đúng không? Các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé. Chúc em có một buổi tối nhá. Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô clip cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô clip rồi, cô chỉ clip một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U bước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô đáp tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học, thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nhá. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào không nhỉ? À, các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô ơi, em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại, nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ấy, thường thường bill ở Techcombank ấy nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó, nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy với cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung thu, ngày Tết đoàn viên, thì xin chúc, bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô, thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới, và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê, chào và Phạm Ngọc Hạnh, Trung Anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó, thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ấy, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi, và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy, thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ấy thì để ý cái số tài khoản của cô để ở profile trang Facebook này thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó. Nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và nhớ chụp lại cái giờ nhá, để bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy, thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox. Còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi live stream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó. Mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi livestream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi livestream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể là mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang Siêu Vòng 3. Cô Trang Siêu Vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không, thì bây giờ là 22:12. Đây là 22:12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày 1 tháng 10 đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22:12 thứ năm ngày 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ live bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Vì quay clip lại đâu ở trong lớp học đâu, vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ và xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả nhìn những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh Bách. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam anh muốn nhận dạy không, anh thích anh là anh thích trẻ con nữ đúng không, các bạn con gái đúng không, ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé, chúc em có một buổi tối Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô lít cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô lít rồi, cô chỉ lít một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U ước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô rep tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học. Thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nha. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào không nhỉ? Các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tịch tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ý, thường thường bill ở Techcombank ý, nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó. Nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. Cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung Thu, ngày Tết đoàn viên. Thì xin chúc, bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung Thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô. Thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo, vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới. Và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê. Chào và Phạm Ngọc Hạnh. Trung Anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó. Thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ý, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy, thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi à, nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ấy thì để ý cái số tài khoản của cô để ở để ở profile trang Facebook này này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó, nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và chụp lại, nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox, còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu thì các em sẽ xem lại những cái buổi livestream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check 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 tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi, hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Không khi một khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó, mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi livestream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi livestream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu nên cô thay vào đó đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể nào mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó, đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang siêu vòng 3. Cô Trang siêu vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không thì bây giờ là 22 giờ 12. Đây là 22 giờ 12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày mùng 1 tháng 10, đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22 giờ 12 phút thứ năm ngày mùng 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live của livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính nhánh của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ clip bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Vì quay clip lại đâu ở trong lớp học đâu, vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ mà xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh Bách. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam, anh có nhận dạy không? Anh thích anh là anh thích trẻ con nữ đúng không? Các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé, chúc em có một buổi tối nhá. Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô clip cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô clip rồi, cô chỉ clip một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U bước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô đáp tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học, thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nhá. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi khá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào không nhỉ? À, các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô ơi, em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ý, thường thường bill ở Techcombank ý, nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó, nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung thu, ngày Tết đoàn viên, thì xin chúc bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp kín của cô, thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới, và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê, chào và Phạm Ngọc Hạnh, chúc anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó, thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ý, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy, thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ấy thì để ý cái số tài khoản của cô để ở profile trang Facebook này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó. Nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy, thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý, thì là vào inbox. Còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi live stream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Một khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó. Mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi live stream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi live stream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể làm mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang Siêu Vòng 3. Cô Trang Siêu Vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không, thì bây giờ là 22:12. Đây là 22:12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày 1 tháng 10 đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22:12 thứ năm ngày 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ live bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Vì quay clip lại đâu ở trong lớp học đâu, vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sách, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sách, chuyện quan hệ và xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả nhìn những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh Bách. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam anh muốn nhận dạy không, anh thích anh là anh thích trẻ con nữ đúng không, các bạn con gái đúng không, ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van, cô cảm ơn em nhé, chúc em có một buổi tối Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô lít cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô lít rồi, cô chỉ lít một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U ước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô rep tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học, thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nhá. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào nhỉ? À, các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ý, thường thường bill ở Techcombank ý, nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó. Nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy với cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung Thu, ngày Tết đoàn viên, thì xin chúc bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung Thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô, thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới. Và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê. Chào và Phạm Ngọc Hạnh. Trung Anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá, hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó, thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ý, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi à, nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ấy thì để ý cái số tài khoản của cô để ở để ở profile trang Facebook này này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó, nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và chụp lại, nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox, còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi livestream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check 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 tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi, hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Không, khi một khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó, mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi livestream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi livestream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang, Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ, Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể là mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó, đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang siêu vòng 3. Cô Trang siêu vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không thì bây giờ là 22 giờ 12. Đây là 22 giờ 12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày mùng 1 tháng 10, đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22 giờ 12 phút thứ năm ngày mùng 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi clip của livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi clip của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính nhánh của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không clip như thế nữa. Cô sẽ chỉ clip bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Clip lại đâu, ở trong lớp học đâu. Vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ. Thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ mà xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ, trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh Bách. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam, anh có nhận dạy không? Anh thích anh là anh thích trẻ con nữ đúng không? Các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé. Chúc em có một buổi tối nhá. Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô clip cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô clip rồi, cô chỉ clip một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U ước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô rep tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học, thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học học hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nhá. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức. Ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào không nhỉ? Các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ý, thường thường bill ở Techcombank ý, nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó, nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung thu, ngày Tết đoàn viên, thì xin chúc bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô, thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong, thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới, và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê, chào và Phạm Ngọc Hạnh, chúc anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó, thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ấy, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi, và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy, thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi à, nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ấy thì để ý cái số tài khoản của cô để ở để ở profile trang Facebook này này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó, nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và chụp lại, nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox, còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi livestream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check 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 tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Không khi một khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó, mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi livestream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi livestream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể là mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được đó, đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang siêu vòng 3. Cô Trang siêu vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không thì bây giờ là 22 giờ 12. Đây là 22 giờ 12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày mùng 1 tháng 10, đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22 giờ 12 phút thứ năm ngày mùng 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp, lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ clip bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Vì quay clip lại đâu, ở trong lớp học đâu. Vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ và xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh bác. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam anh muốn nhận dạy không, anh thích anh là anh thích trẻ con nữ đúng không, các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé, chúc em có một buổi tối Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô clip cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô clip rồi, cô chỉ clip một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U ước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô rep tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học. Thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nhá. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào không nhỉ? À, các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ý, thường thường bill ở Techcombank ý, nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó. Nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung Thu, ngày Tết đoàn viên. Thì xin chúc, bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung Thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô. Thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo, vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới. Và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê. Chào và Phạm Ngọc Hạnh. Trung Anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó. Thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ý, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy, thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ý thì để ý cái số tài khoản của cô để ở profile trang Facebook này này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó. Nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và nhớ chụp lại cái giờ nhá, để bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy, thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox. Còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi live stream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi, hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó. Mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi live stream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi live stream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể làm mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang siêu vòng 3. Cô Trang siêu vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không, thì bây giờ là 22:12. Đây là 22:12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày 1 tháng 10 đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22:12 thứ năm ngày 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính nhánh của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ live bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Clip lại đâu, ở trong lớp học đâu. Vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ và xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh bác. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam, anh có nhận dạy không? Anh thích trẻ con nữ đúng không? Các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé, chúc em có một buổi tối nhá. Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô clip cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô clip rồi, cô chỉ clip một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U bước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô đáp tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học. Thì cô cũng xin phép mọi người, cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nhá. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào không nhỉ? Các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô ơi, em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ý, thường thường bill ở Techcombank ý, nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó. Nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung thu, ngày Tết đoàn viên. Thì xin chúc, bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô. Thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo, vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới. Và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê. Chào và Phạm Ngọc Hạnh. Chúc anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó. Thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ấy, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy, thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, những cái giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ấy thì để ý cái số tài khoản của cô để ở để ở profile trang Facebook này này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó. Nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và chụp lại, nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox. Còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi livestream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check 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 tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi, hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Không khi một khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó, mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi livestream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi livestream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể là mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó, đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang siêu vòng 3. Cô Trang siêu vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không, thì bây giờ là 22 giờ 12. Đây là 22 giờ 12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày mùng 1 tháng 10, đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22 giờ 12 phút thứ năm ngày mùng 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ clip bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Quay clip lại đâu ở trong lớp học đâu, vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support về hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ và xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh bác. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. Cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam, anh muốn nhận dạy không? Anh thích anh là anh thích trẻ con nữ đúng không? Các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé. Chúc em có một buổi tối Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô clip cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô clip rồi, cô chỉ clip một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ý, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U ước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô rep tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học. Thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nha. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào nhỉ? À, các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ấy thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ấy, thường thường bill ở Techcombank ấy nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó, nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ấy nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong. Thì sang tiện đang cơ có máy cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung thu, ngày Tết đoàn viên. Thì xin chúc, bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô. Thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo, vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới. Và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê. Chào và Phạm Ngọc Hạnh. Chúc anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó. Thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ý, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi à, nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ý thì để ý cái số tài khoản của cô để ở để ở profile trang Facebook này này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó. Nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và chụp lại, nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy, thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox. Còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi live stream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Một khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó, mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi livestream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi livestream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ, Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể là mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang Siêu Vòng 3. Cô Trang Siêu Vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không, thì bây giờ là 22:12. Đây là 22:12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày 1 tháng 10 đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22:12 thứ năm ngày 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính nhánh của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ live bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Clip lại đâu, ở trong lớp học đâu, vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ mà xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ, trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh bác. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa. Thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút, tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam, anh có nhận dạy không? Anh thích trẻ con nữ đúng không? Các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé. Chúc em có một buổi tối nhá. Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô clip cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out, vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô clip rồi, cô chỉ clip một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U ước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh, trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô đáp tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học. Thì cô cũng xin phép mọi người, cho cô được chào mọi người nhé. Như em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nhá. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức. Ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
Hôm nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào không nhỉ? À, các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ý, thường thường bill ở Techcombank ý, nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó. Nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung tóc xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy với cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung Thu, ngày Tết đoàn viên. Thì xin chúc, bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung Thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô. Thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo, vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới. Và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê. Chào và Phạm Ngọc Hạnh. Chúc anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó. Thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ý, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy, thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như các giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ấy thì để ý cái số tài khoản của cô để ở để ở profile trang Facebook này thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó. Nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và chụp lại, nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox. Còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi live stream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó, mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi live stream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi live stream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể nào mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang Siêu Vòng 3. Cô Trang Siêu Vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không, thì bây giờ là 22:12. Đây là 22:12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày 1 tháng 10 đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi livestream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22:12 thứ năm ngày 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ live bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Quay clip lại đâu ở trong lớp học đâu, vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support về hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ mà xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh bác. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. Cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam, anh có nhận dạy không? Anh thích anh là anh thích trẻ con nữ đúng không? Các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé. Chúc em có một buổi tối nhá. Trung thu Tết đoàn tụ của mọi người, gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô lít cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô lít rồi, cô chỉ lít một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U ước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô rep tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học. Thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nhá. Bye bye. Xin chào các em ở ngoài. Cô vừa có một buổi khai giảng ở trong lớp kín, và hôm nay chỉ là buổi khai giảng thôi, buổi ra khai giảng để cô nói về lịch học, về nội dung học, về giáo án, những cái buổi học tiết cô lên lớp ở trong lớp kín, chứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức, ngày mai mới là tiết học chính thức của lớp kín.
nay có em nào không đi phá cỗ không? Còn những bạn nào mà inbox và đăng ký vào lớp học mà chưa được vào nhỉ? À, các em đăng ký lớp học thì nhớ inbox. Inbox mà nhớ ghi là cô em vào lớp hoặc là em muốn vào lớp học. Nếu inbox ở Facebook chính này của cô không được thì có thể chuyển qua Pay nhá. Qua Pay thì cũng có bạn quản trị viên sẽ đưa các em vào lớp. Để mà thủ tục đăng ký vào lớp nhanh ý, thì cô mong là các em chuyển khoản, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là Facebook, tên Facebook của các em, và chụp lại nhớ có giờ nhá, có giờ gửi nhá. Ví dụ chụp lại cái bill ấy, thường thường bill ở Techcombank ấy nó sẽ không có cái nội dung hiện lên và cũng không có cái giờ mà chuyển ý, thành ra bên cô check lại rất là khó, nên những cái bạn mà chuyển khoản đăng ký vào lớp ý, nhớ ghi nội dung chuyển khoản là tên Facebook của bạn đấy, chính cái tên Facebook của người muốn xin vào và cái giờ chuyển khoản vào. À, chào Tung Trung Tóc Xoăn. À, cô vừa khai giảng ở lớp chính xong, lớp học kín xong, thì sang tiện đang cơ có máy với cả đèn quay live stream ấy, thì vào Facebook chính để giao lưu cùng mọi người ngày Trung Thu, ngày Tết đoàn viên, thì xin chúc bây giờ chúc thì cũng hơi muộn nhưng mà có còn hơn không, chúc tất cả các em 2K1 ở đây là một buổi tối Trung Thu Tết đoàn viên thật vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân. Chào Bùi cả Cát Vũ. Chào Lê Thành, hôm nay cô không dạy học mà cô là buổi khai giảng của lớp 9 của cô, thì cô vừa khai giảng lớp trong đó xong thì chủ yếu là để giao lưu học sinh cùng cô giáo vì có rất là nhiều các bạn học sinh mới, và cô phổ biến về nội dung lịch học hàng tuần, giáo án cái lịch học hàng tuần như thế nào và các nội quy ở trong group kín. Chào Lương Ngọc Lê, chào và Phạm Ngọc Hạnh, Trung Anh Trần lại nhảy vô đây rồi. Ở đây sẽ có rất là nhiều học sinh ở trong lớp kín của cô nhưng mà các bạn không nói, giữ bí mật. Cái điều giữ bí mật đó cũng rất là tốt. Thì cô nói luôn các bạn ở trong lớp kín của mình nhá. Hôm nay là buổi khai giảng thì cô cũng sẽ qua đây để phổ biến lại những cái bạn mà chưa được vào lớp để các bạn nắm bắt. Còn từ ngày mai là tiết học đầu tiên của group kín chúng mình, thì là như cô nói đó là một cái giáo án rất là đặc biệt, rất là đặc sắc, nhưng như cô vừa phổ biến với các em đó, thì những cái giáo án mà tiết học đặc sắc mà ở trong nội dung trong lớp học kín ý, thì sẽ không bao giờ được leak ở ngoài và cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Nếu mà bị lộ ra ngoài chỉ có các em thôi, các em trong lớp kín mà tuồn ra thôi. Và không nên tuồn ra nhé, như cô đã nói rồi nhé, không nên tuồn ra, có rất là nhiều cái khía cạnh chúng mình không nên tuồn ra. Những cái em nào mà thật sự muốn đăng ký lớp học của cô Trang ấy, thì hãy inbox nhé. Cô Trang cũng nói luôn là trong khóa học của Trang thì sẽ không có nu 100%, không có khỏa thân 100% đâu. Thế nên để các em hiểu rõ hơn,
Còn đương nhiên là nó sẽ rất là đặc sắc, như là giáo án mọi thứ rất là đặc sắc. Và ngay từ hôm nay, từ ngày mai là cô Trang clip ở trên Facebook chính này, ở chắc các kênh cá nhân của Trang ấy, thì là cô Trang cũng sẽ không clip tới tầm như hồi trước nữa. Cô Trang cũng chỉ là mặc đồ đi chơi thôi, đồ đi chơi để cô clip giao lưu cùng các em thôi, chứ không sẽ không có là clip đồ lót hay là mọi như mọi khi nữa. Nhảy rồi à, nhảy rồi với cả clip đồ nó như mọi khi nữa, nên các em cũng nắm bắt được cái điều đó nhá. Nhưng các bạn nào mà muốn đăng ký học mà nhanh ý thì để ý cái số tài khoản của cô để ở để ở profile trang Facebook này này, thì các em có thể chuyển khoản thẳng vào đó. Nhưng nhớ ghi nội dung là Facebook của người muốn xin vào lớp học, và chụp lại, nhớ chụp lại cái giờ nhá, để cô bên cô sẽ check lại và sẽ có cái xác minh đó là Facebook của bọn em, đó là cái bill chuyển khoản của bọn em, thì bên cô sẽ những bạn mà support, những bạn check tin nhắn ấy, thì sẽ mời các em vô lớp nhá. Đúng rồi, học phí là 300.000 cho 2 tháng. Thường thường những cái buổi clip này cô nói rất kỹ về cái khóa học, nên các em mà nào mà thực sự muốn vào học ý thì là vào inbox. Còn những cái em nào mà vẫn còn đang lăn tăn với cả còn đang chưa hiểu trong khóa học có những cái gì hay là cần tìm hiểu, thì các em sẽ xem lại những cái buổi live stream trước đây của cô Trang 1-2 ngày nhá, thì sẽ để hiểu hơn. Còn ở trong tin nhắn khi mà các em inbox rồi thì là các nhân viên của cô Trang ấy, một ngày 5 nhân viên check tin nhắn liên tục. Vì thế sẽ không có thời gian để mà tư vấn cho những cái bạn mà không hiểu về khóa học, hay là còn hỏi hay là còn nghi ngờ là đây là Facebook fake thì sao, không tin tưởng. Một khi mà người ta đã không tin tưởng thì mình giải thích lại rất là khó, mình giải thích bằng cách gì đây, đúng không? Những cái buổi live stream này thì các em cứ nghĩ là những cái buổi live stream bị phát lại, không phải bị phát lại đâu nhá. Facebook của cô chính là Facebook Trang Thu Trịnh. Đó. Cô tên thật là Trang Trịnh Thị Trang cơ, nhưng mà cái chữ thị thì nó khá là xấu, nên cô thay vào đó là Trang Thu Trịnh. Lượt theo dõi follow trên 200.000 lượt theo dõi. Đối với những cái Facebook ảo ấy, nó không thể nào mà vượt quá 10.000 lượt theo dõi được đâu. Thế nên các em cần tư duy, cần suy luận một chút là Facebook thật ấy thì sẽ Facebook thật của Trang thì sẽ lượng follow sẽ là rất là khủng, đúng không? Không thể là mà phọt phẹt có 4k lượt follow hay là 5k hay là 10k được. Đó là em phải suy luận ra. Và một kênh pay chính của Trang nhận đăng ký học nữa là kênh pay cô Trang Siêu Vòng 3. Cô Trang Siêu Vòng 3 viết bằng chữ nhá, không có số gì cả. Và để cô nói luôn là mọi người xác minh đây là Facebook thật hay không, thì bây giờ là 22:12. Đây là 22:12 thứ năm, đúng không? Thứ năm ngày 1 tháng 10 đúng không? Đó, để có những bạn xem hay là những cái nơi nào người ta cắt lại cái buổi live stream này, người ta phát lại thì các bạn xem thì sẽ tránh được cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta đang theo dõi là 22:12 thứ năm ngày 1 tháng 10. Ở trong lớp thì cô sẽ dạy xoay quanh về nội dung 18 cộng. Các em cũng hiểu là 18 cộng là như nào rồi đấy. Và những cái hình ảnh clip của Trang ấy là gần như là không có ở ngoài. Ở trong đó là những cái ưu điểm là như thế, cái đặc quyền là như thế. Những hình ảnh clip không có ở ngoài. Và cô Trang sẽ lên
lên lớp, lên lớp vào tối thứ sáu 8 giờ đến 8:30 tối thứ sáu. Và những cái buổi live livestream của cô Trang thì chắc chắn là 18 cộng rồi, nhưng mà không có khỏa thân 100%, không có nút 100%. 18 cộng không có nút 100%. Và đương nhiên là những cái giáo án buổi live của cô Trang ấy thì sẽ rất là đặc sắc. Các em bảo là ví dụ là không đóng tiền vào lớp thì cũng không sao, thì cũng vẫn theo dõi được, theo dõi cô ở trên những cái kênh chính của cô. Nhưng mà ở ngoài thì cô bây giờ cô sẽ không live như thế nữa. Cô sẽ chỉ live bình thường, thỉnh thoảng ngồi giao lưu với các em như thế này thôi, chứ cũng sẽ không có nhảy nhót rồi mặc đồ lót nhảy nhót nữa. Phúc Minh là cô có dạy kèm riêng, em sẽ inbox nhé, inbox cô. Với cái yêu cầu là cô em muốn học kèm riêng nhá, thì sẽ được các bạn bên support cô sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về những cái bạn muốn học riêng. Khung giờ cô dạy ở trong lớp kín sẽ là tối 8 giờ thứ sáu. Gần như là không bạn nào sẽ quay lại đâu. Clip lại đâu, ở trong lớp học đâu, vì là nếu bạn nào mà quay mà phát tán ra thì cái nguồn phát tán ra thì ở bên cô sẽ có một đội về support và hacker thì sẽ nắm bắt được và sẽ hack hoặc là làm nói chung là ban cái nick bạn đó hoàn toàn. Có rất là nhiều bạn bảo là cô dạy sếp, cô dạy cái chuyện quan hệ, thì đúng là cô dạy về cái chuyện sếp, chuyện quan hệ và xoay quanh cái chuyện 18 cộng mà. Cô có phủ nhận điều đó đâu. Cô nói với cả những cái bạn mà theo dõi cô lâu rồi thì cũng biết là cô dạy về cái chuyện đó, chuyện 18 cộng. Thì ở trong lớp sẽ trong lớp học kín có những cái bạn mà ít tuổi, mặt non non là cô cũng không cho vào đâu. Cô nghĩ là chưa đủ 18 cộng nên cô cũng không cho vào.
Em xin chào anh Bách. Anh rất hay vào xem, gọi là cô giáo dạy trẻ con nhé, rất hay vào xem, rất hay vào hóng. À, cô nói rồi, ở lớp học ở ngoài như thế này thì cô Trang sẽ không nhảy nhót quả réo nữa, thỉnh thoảng thì có thể là mặc đồ đi chơi về thì nhảy nhót một chút tưng tửng tửng cùng mọi người cho vui thôi, chứ sẽ không có những cái buổi clip mà mặc đồ lót hay là tới tầm mà nhiệt tình như thế nữa. Toàn là trẻ con nam anh có nhận dạy không? Anh thích trẻ con nữ đúng không? Các bạn con gái đúng không? Ở bên lớp em toàn học sinh nam thôi. Vui đô an van. Cô cảm ơn em nhé. Chúc em có một buổi tối nhá. Trung thu Tết đoàn tụ của mọi gia đình vui vẻ. Bây giờ là cô lít cùng giao lưu cùng mọi người ở ngoài này cho vui vui một chút thôi. Bây giờ cô sẽ out vì bây giờ đã hết giờ rồi, hết giờ cô lít rồi, cô chỉ lít một chút thôi. Thì những cái bạn nào mà vẫn còn lăn lăn tăn về khóa học ấy, thì xem lại những cái clip hoặc xem lại cái clip hôm nay cô cũng nói rồi nhá. Còn muốn mà hiểu rõ sâu hơn thì phải vào trong đó thì mới biết được, vì bí mật người ta cũng không bật mí ra ngoài quá rõ ràng cụ thể đâu. U bước mờ mờ thì các em phải tự hiểu. Và những cái bạn nào mà muốn thật sự muốn đăng ký lớp học kín thì inbox vào Facebook này cho cô, Facebook Trang Thu Trịnh trên 2.000 người theo dõi. Và trang bay chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không có số, chỉ có chữ thôi. Nhớ inbox là em muốn vào lớp học nhá, thì sẽ có những bạn chuyên viên bên cô rep tin nhắn lại hướng dẫn các em cách đăng ký vào học như thế nào. Bây giờ muộn rồi, ngày mai vẫn là ngày thứ sáu, mọi người vẫn phải đi làm và đi học. Thì cô cũng xin phép mọi người cho cô được chào mọi người nhé. Những em nào cần đăng ký lớp học hoặc hỏi gì thì có thể inbox riêng cho cô Trang nha. Bye bye.